Nhan tiểu mang, che giấu thân phận. Trong đế gia nhà các người đã bao lâu rồi? Chắc không phải là chỉ một hai ngày đúng không? Biết mà không tố cáo, che giấu tội phạm. Đế luật sư, nếu như loại chuyện như thế này mà quan quan khắp nơi, thì đừng nói đến tư cách làm luật sư, thậm chí là anh còn phải ngồi tù đó. Đủ rồi. Chu Bổ Đầu, ông đừng có mà uy hiếp anh tôi. Trong chuyện này ông cũng làm ra chuyện quốc tất đó. Nếu không phải là ông tra tấn bất cung thì chuyện cũng không đi đến bước đường như ngày hôm nay đâu. Lỗi lớn nhất trong vụ án lần này là gì thì mấy anh biết rõ nhất. Nếu ông không đổ cái tội danh đó lên đầu một người vô tội, Nhan Tiểu Mang không có thù oán gì với ông. Hà cớ gì ông cứ ức hiếp người ta quá đáng? Người ức hiếp cô ta không phải tôi, người ức hiếp cô ta là đế gia nhà các người. Lúc trước khi Dương Tổng Quản đến cầu cạnh tôi, ông ta bày ra cái bộ mặt như thế nào cơ? Vì bản thân đế gia nhà các người nào có quan tâm đến ai sẽ là người làm bi đạn cho đâu. Từ đầu đến cuối tôi chỉ phối hợp với các người thôi, vậy mà các người lại gục lại một đòn, muốn dồn tôi vào chỗ chết à? Hành động này của các người gọi là gì hả? Gọi là gì hả? Qua cầu rút ván, dắt chanh bỏ vỏ. Các người ăn cháo đá bát thế à? Không sao, tôi thừa nhận. Nhưng mà có một điều, cho dù anh có thể làm được, kể cả là cậu thực sự đẩy được tôi xuống địa ngục, thì cũng có thể lôi cậu, lôi cả đế gia cùng xuống địa ngục đó. Chu Bổ Đầu, không tiện. Anh Hiến Thiên, em đã cảnh cáo anh từ đầu là Chu Bổ Đầu sẽ phản ứng lại mà. Bây giờ phải làm sao? Anh biết, nhưng mà những lời ông ta nói hai em không được tin cả đâu đó. Anh, có phải là anh nghĩ rằng Chu Bổ Đầu chỉ nói khó nghe vậy thôi chứ không làm vậy đâu đúng không? Chu Tứ leo lên chức Bổ Đầu thì chắc chắn là vấn đề liên quan đến luật pháp ông ta nắm rất rõ. Nếu như ông ta kéo đế gia xuống nước theo thì nhất định phải khai ra chuyện của mẹ anh. Nếu như thực sự là như vậy, chuyện mất mặt ông ta hối lộ 200 đồng đại dương cũng sẽ bị lộ ra. Theo luật mình nói, đối với tội danh hối lộ chắc cũng phải ngồi tù mười mấy năm đó. Em nghĩ là ông ta thực sự muốn ngồi tù sao? Vậy ý của anh là ông ta sẽ không kéo đế gia chết cùng đúng không? Thực chất là ông ta và đế gia đều cùng ngồi trên một chiếc thuyền, ai cũng không dám tiết lộ ra ngoài. Nếu không thì cả hai đều phải chịu thiệt hại. Yên tâm đi, đế gia sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng mà anh Vấn Thiên à, đó là người của đế gia thôi, còn anh thì sao? Tôi thì có thể có chuyện gì được? Anh Vấn Thiên, anh đừng nghĩ anh ra vẻ không có chuyện gì hết thì có thể giấu được em. Thực ra tất cả mọi chuyện anh đã tính toán cả rồi. Anh biết là Chu Bổ Đầu sẽ không dám mạo hiểm giở thủ đoạn khiến cả hai bên cùng thiệt hại, nhưng đế gia sẽ không sao. Nhưng mà anh cũng biết Chu Bổ Đầu nhất định sẽ làm hại anh. Những chuyện này anh dự liệu cả rồi, có đúng không? Anh, sao anh lại làm như vậy? Em thực sự không hiểu. Lúc trước tôi tưởng anh Vấn Thiên làm như vậy thì nhiều nhất cũng là mất đi tình cảm với anh và Tiểu Mang thôi. Nhưng giờ thì tôi mới hiểu, quá ra anh của anh đã sớm chuẩn bị cho việc phải ngồi tù rồi, cũng sớm chuẩn bị cho việc mất đi tư cách làm luật sư. Nguyên nhân mà anh ấy làm như vậy chỉ có một, đó chính là để cứu Tiểu Mang. Chỉ muốn cứu Tiểu Mang, anh của anh từ đầu đã chấp nhận từ bỏ tất cả rồi. Vấn Thiên, Vấn Thiên, trong đề viết lãnh sự vô cùng tức giận nên đã hạ lệnh điều tra triệt để. Thiên Nhi, mẹ thấy là nước cờ nguy hiểm này của con đánh người quá tay rồi, chẳng lẽ con không sợ Chu Bổ Đầu sẽ phản kích lại sao? Mẹ, mẹ đừng lo lắng, chỉ cần chúng ta thắng vụ kiện này thì Chu Bổ Đầu còn có thể làm gì được nữa. Còn về chuyện cái bánh bao có độc, con thấy là ông ta không dám nhắc đến đâu. Cái đó thì mẹ chẳng nghĩ ngợi gì,
Dù sao thì ông ta cũng ôm của nhà ta cả đống tiền, bây giờ cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Nhưng mà ông ta cũng hết lòng giúp đỡ chúng ta, làm như vậy thì hơi quá đáng với ông ta quá. Chuyện này con cũng hiểu, con cũng không muốn như vậy. Mẹ biết là con giúp đỡ Tiểu Mang, nhưng mà phu nhân, Chu Bổ Đầu thực sự đã lấy tiền của Đới gia để làm việc giúp, nhưng mà khoản tiền đó cũng dùng để bịt miệng ông ta thôi, chứ không phải kêu ông ta kiếm bừa người gán tội thay. Đại thiếu gia làm như vậy thực ra là bất đắc dĩ, cũng để tránh sai lầm chồng chất thôi à. Cô nói đúng lắm Đông Mai, chúng ta không thể tiếp tục sai thêm nữa, nếu không thì cái giá phải trả là Tiểu Mang đó. Tiên Nhi, chúc mừng con đã ghi được một cuốn ngoạn mục. Mẹ thấy rất mừng. Nếu như bố mẹ con còn sống, thấy con như vậy chắc chắn sẽ rất vui mừng. Con đã bận cả ngày rồi, mau đi nghỉ đi. Dạ. Phu nhân, đợi cả ngày rồi, cũng nên đi nghỉ ngơi thôi ạ. Phải rồi, đợi cả ngày, trong lòng cứ thấp thỏm mãi. Cũng may là không phí công chờ đợi, cuối cùng cũng có được tin tốt lành rồi. Đi thôi. Mẹ, con xin lỗi. Chị e là Thiên Nhi phải khiến mẹ thất vọng rồi. Mau lên, mau lên. Đi. Tiểu Mang, tôi hỏi cô, lúc đó sau khi Thiếm Tài bị tra tấn thì có được cứu chữa không? Không. Và chúng tôi nghèo, không có tiền khám bệnh. Vậy có nghĩa là hoàn toàn không có báo cáo thương tích nào hết phải không? Không có. Tiểu Mang, cô nghĩ kỹ lại đi, xem có chứng cứ gì có thể chứng minh việc Thiếm Tài bị bất cung không? Cô Nhạc à, theo tôi thì cần gì chứng cứ? Có mẹ Tài và anh Kim Long còn chưa đủ hay sao? Đương nhiên là chưa đủ rồi. Cô bị sao vậy? Hôm nay anh Vấn Thiên coi như thắng được một trận lớn trên tòa, nhưng mà đối với chính anh ấy lại là một luật sư thất bại lớn. Thế nghĩa là sao hả? Tôi đã biết ngay cô sẽ liên lụy đến anh Vấn Thiên mà. Quả nhiên là hôm nay ứng nghiệm rồi. Để cứu cô mà anh Vấn Thiên đã dạch trần chuyện Phong Tụng Bổ ra tấn bức cung. Giờ anh ấy đã động chạm đến Chu Bổ Đầu, nên Chu Bổ Đầu đã khiếu nại anh Vấn Thiên biết chuyện không tố cáo, che giấu tội phạm bỏ trốn rồi. Đợi đã, đợi đã, đợi đã. Hôm nay ở trước tòa, anh Vấn Thiên liên tục hỏi tôi, cái gì mà ép tôi phải chịu ra tướng bất cung? Tôi tưởng đây là cách đối phó với tướng Đầu Lợn, nên tôi mới khai mà. Đương nhiên là anh ấy nghĩ ra cách rồi. Nhưng cách của anh ấy chính là quỷ hoại Chu Tứ và quỷ hoại chính bản thân mình. Sao chứ? Ý của chị là anh Vấn Thiên đã đoán ra hậu quả này trước rồi hả? Đúng. Bây giờ thì cô đã thấy hài lòng rồi chứ? Cuối cùng thì cô cũng đẩy được anh ấy xuống nước rồi đó. Không phải thế, không phải thế đâu Nhạc tiểu thư. Nếu như tôi mà biết sớm kết quả này thì tôi sẽ không nói ra đâu. Đương nhiên là cô không biết, bởi vì anh Vấn Thiên muốn không định nói cho cô hay. Thực ra cô nên rời khỏi Đới gia, rời khỏi Thượng Hải từ lâu rồi, nhưng mà cô cứ không chịu. Rốt cuộc cô muốn chứng minh cái gì đây? Chứng minh là cô bị đổ quan à? Chứng minh em trai cô bị chết quan sao? Hay là cô chỉ muốn chứng minh anh Vấn Thiên thật lòng yêu cô? Tiểu Mang, cô ích kỷ quá đó. Đợi đến khi anh Vấn Thiên bị cô hại mất tất cả, từ cách luật sư bị ngồi tù, thì cô mới biết tình yêu giữa hai người quá ra chỉ là một vở bi kịch thôi. Nhạc tiểu thư, chị muốn nói tôi thế nào cũng được, nhưng tôi không phải loại người đó. Có thể giúp tôi nói với anh Vấn Thiên một tiếng không? Bảo anh ấy là tôi muốn gặp. Tôi sẽ tìm cách ngăn cản việc của anh ấy làm. Nếu như anh ấy không đồng ý, thì tôi sẽ từ bỏ việc quỷ thác của mình đối với anh ấy trước mặt mọi người, từ bỏ việc anh ấy biện hộ cho tôi. Như vậy có được không? Đã quá muộn rồi. Tại sao? Đọc kỹ tiêu đề đi. Tờ tin tức này tôi vừa lượm được ở trên đường. Bây giờ ở ngoài đó ai cũng có một tờ trong tay. Kiện tụng đã đến nước này, Chu Bổ Đầu sẽ không còn đường lui nữa rồi, nên ông ta tất nhiên sẽ không tha cho anh Vấn Thiên đâu. Vậy thì tôi phải làm thế nào? Nhạc tiểu thư, xin cô hãy nói cho tôi biết tôi phải làm thế nào, tôi làm thế nào mới cứu được anh Vấn Thiên đây?
Làm gì à? Cô cũng có thể làm gì được. Cô càng giúp càng phiền toái, sẽ chỉ hại chết anh Vấn Thiên thôi. Chuyện đã thành ra thế này thì đành phải chờ phán quyết cuối cùng của tòa thôi. Kết quả cuối cùng của vụ kiện này chỉ có hai khả năng. Một là cô sẽ bị ghét vào tội chết. Hai là anh Vấn Thiên và Chu Bổ Đầu phải cùng giao xuống địa ngục. Dương Thúc, Tiểu Phương, tối nay hành động, tôi sẽ hạ độc vào cốc trà của ông ta. Đợi quá nửa đêm, sau khi ông ta ngủ say, tôi sẽ không đóng cửa. Cô lẻn vào phòng ông ta, dùng cái này. Thần không biết, quỷ không hay. Sau khi chuyện thành công, tôi sẽ đợi cô ở cửa sau. Đợi sau khi cô rời khỏi tô giới, tôi sẽ gửi tiền cho cô. Tôi thực sự không hiểu, giết chết Đế lão gia thì có lợi gì cho ông chứ? Chuyện cô không hiểu còn nhiều lắm. Đừng hỏi anh có từ bỏ không nữa. Cũng đừng hỏi thêm anh là có thích Tiểu Mang hay không. Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng ở chỗ em sẽ làm gì. Nếu như em thực sự thích Tiểu Mang, nếu như em thực sự muốn sống với cô ấy, thì tất cả đều dựa vào em. Anh và Tiểu Mang từ đầu đã không thể rồi. Nhưng mà em và Tiểu Mang mới chỉ đang bắt đầu. Lão gia, đây là trà an thần, tôi đích thân pha cho ngài đó. Được. Cha. Mẹ. Con thích Nhan Tiểu Mang, con muốn cưới cô ấy làm vợ. Con nói cái gì? Đào Nhi, có phải ta nghe nhầm rồi không? Con muốn cưới Nhan Tiểu Mang hả? Cha, cha không nghe nhầm đâu. Con thích cô ấy nên con muốn cưới cô ấy. Đủ rồi, con đang nói linh tinh gì thế? Con nói là con thích Nhan Tiểu Mang thì mẹ đã thấy vô lý rồi. Bây giờ con còn muốn cưới nó? Con điên rồi sao? Mẹ, con chỉ thích cô ấy thôi. Con không thể không cưới cô ấy làm vợ. Đói bậy, làm gì có chuyện không thể cưới không được. Con bị bỏ bù mê thuốc lú rồi sao? Con không thể làm chuyện có lỗi với Tiểu Nhan. Đào Nhi, con có ý gì? Con trai, con đã làm chuyện có lỗi với Nhan Tiểu Mang khi nào? Chuyện này con phải nói thế nào đây? Kể cả chuyện này khó nói đến mấy thì con cũng phải nói rõ ràng cho cha mẹ biết. Con nói sao lên, làm cha mẹ sốt ruột chết đi được. Con không nói ra không được đâu. Chuyện đàn ông làm gì có lỗi với phụ nữ thì còn có thể là lỗi chuyện gì được nữa. Con không thể mở miệng được. Lẽ nào lại là lỗi chuyện đó? Vì thiếu gia, để chắc chắn hơn,
Tôi muốn hỏi cậu một chút. Lúc nãy cậu nói làm chuyện có lỗi với Nhan Tiểu Mang, thì ý của cậu là hai người đã làm? Đúng vậy, bọn tôi đã làm. Tiểu Mang đã? Đúng vậy, cô ấy cũng đã dậy rồi. Đạo Nhi, con nói là nó đã mang bầu rồi sao? Đúng vậy, cô ấy đã mang thai con của con. Một tin đáng chúc mừng chứ. Lão gia, ông không sao chứ? Không sao, sự không sao. Chị của Đạo Nhi có chuyện rồi. Đạo Nhi, con nhìn lại xem, con đã gây ra chuyện dại dột gì đi. Đạo Nhi, con nói là Giang Tiểu Mang đã mang thai con của con, mang thai cốt nhục của đứa gia chúng ta đúng không? Đúng vậy, Giang Tiểu Mang đã mang trong mình giọt máu của con. Hơn nữa, con muốn cưới cô ấy, con không cưới cô ấy không được. Mẹ, nếu như cha mẹ không đồng ý thì con cả đời sẽ không lấy ai hết. Đạo Nhi, Đạo Nhi, mau đi xem nó đi. Mau lên. Vị thiếu gia, chuyện kết hôn này tôi không nói đùa được đâu. Đùa hả? Ông thấy tôi có giống đang đùa lắm sao? Nhưng mà kể cả là cô ấy có thích cậu, nhưng cô ấy vẫn luôn cho rằng người hại chết em của cô ấy chính là vị phu nhân. Cô ấy có mối thù người thân bị giết với đới gia, thì làm sao cô ấy có thể làm chuyện đó với cậu? Chuyện này chỉ đơn thuần là một chuyện bất ngờ. Chuyện bất ngờ sao? Đúng vậy, ông nghĩ xem, chuyện đàn ông gặp phải phụ nữ, không phải là lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Hôm đó hai chúng tôi đều uống rượu, hai người cùng uống rượu, cho nên chuyện bất ngờ đó đã xảy ra. Vậy sau khi chuyện đó xảy ra, cô ấy không trách cậu sao? Trách tôi sao? Sao cô ấy trách tôi được chứ? Cô ấy cực kỳ thích tôi đó. Nếu mà đã như vậy, thì hôm đó cô ấy tự thú, sao cậu không nói sớm? Thì lúc đó tôi nghĩ không được sáng suốt lắm. Hơn nữa, lúc đó tôi cũng không biết cô ấy là Nhan Tiểu Mang mà. Cô ấy đi tự thú tôi cũng không biết. Nói chung là tất cả mọi chuyện tôi đều chưa kịp phản ứng thì nó đã xảy ra rồi. Nhưng mà nhị thiếu gia à, tôi sợ cậu bị mắc lừa cô ta đó. Cô ta chính miệng bảo cậu đã mang bầu, thì sao cậu biết được cô ta lừa gạt cậu hay không? Ông đang nói gì vậy hả Dương Tổng quản? Ông coi tôi là thằng gốc hả? Không phải, chuyện của Nhan Tiểu Mang thì cũng được ít nhất một tháng rồi. Thật sao? Cần kiểm tra thì chúng tôi đã kiểm tra rồi. Cần so sánh thì chúng tôi đã so sánh rồi. Dù sao kết quả cũng đúng y như vậy. Nói về chuyện này, tôi còn thấy có lỗi với ông nữa đó, Dương Tổng quản. Chuyện này là sao? Chính là cái hôm cứu mẹ Tài đó. Tôi thấy lo lắng quá, vì tôi coi bà ấy là mẹ vợ tương lai rồi mà. Thế nên đã có chút bất kính với ông. Ông đừng để tâm nhé. Vị thiếu gia, cậu quả thực là người thẳng thắn. Chuyện này ấy à, tôi đã quên từ lâu rồi. Cậu cũng đừng để tâm quá. Không sao, không sao, không sao. Tôi đi dặn dò Châu Nhi đun nước nóng cho cậu. Được, được, được. Dương Tổng quản, lão gia, nhị phu nhân, thế nào rồi? Nhị thiếu gia nói sao? Tôi đã hỏi nhị thiếu gia rồi. Cậu ấy nói cô Tiểu Mang ít nhất cũng đã mang bầu một tháng hơn rồi. Hơn nữa, chuyện cần kiểm tra, nhị thiếu gia cũng đã kiểm tra lại đầy đủ cả rồi. Thế à? Con nha đầu đó thật sự đã mang giọt máu của đế gia rồi sao? E là đúng như vậy à? Cái thằng bé này đang yên đang lành lại gây ra cái quả như vậy. Đạo Nhi cũng thật là con gái tốt hơn đầy ra đó mà lại thích động vào cái con da đầu kia. Lúc trước khi nó nói thích con nhỏ đó, em đã tưởng là nó chỉ thích chơi bời thôi, không ngờ nó lại làm thật đó. Thích người ta thôi là đủ rồi, vậy mà còn làm cho người ta có bầu nữa. Cái thằng bé này thật sự không biết là nên mắng nó hay là nên khen nó nữa. Lão gia nói câu này là ý gì vậy? Đã mang trong mình con cháu của đế gia thì là chuyện lớn rồi đó. Nhưng mà mẹ của đứa nhỏ là Nhan Tiểu Mang đó. Thế mới nói tôi thấy đau đầu chứ. Nếu đổi lại là đứa con gái khác, chỉ cần không phải lội đời phong bại tục, thì chúng ta có thể mắt nhắm mắt mở mà rước nó vào cửa rồi. Nhưng mà lại cứ là con nhỏ Nhan Tiểu Mang. Con nhỏ này coi toàn bộ đế gia là kẻ thù của nó đó. Dương Tổng quản, ông thấy chuyện này phải giải quyết như thế nào?
Tôi thấy là tuy chuyện cậu hai có làm hơi lỗ mãng, nhưng mà gián đã đóng thuyền rồi, chúng ta chỉ còn cách chấp nhận thôi. Chấp nhận hả? Dạ, chuyện này không chấp nhận thì cũng không được mà. Đế gia không thể tuyệt hậu mà. Hơn nữa nhị thiếu gia kiên quyết như vậy, sau này cậu ấy thực sự không lấy vợ nữa thì đế gia biết tìm ai hương khói cho đây. Ta cũng thấy như vậy. Lão gia, ý của lão gia là để đứa trẻ trong bụng đó phải giữ lại sao? Giữ lại chứ. Thế thì hay rồi. Chúng ta không thể không cứu con nha đầu đó được rồi. Đúng là tai họa mà. Vậy đám cưới thì sao? Chẳng lẽ chúng ta phải rước con nha đầu đó vào cửa thật sao? Chuyện này thì tôi còn chưa nghĩ ra cách. Nhưng tổng quản, ông thấy sao? Tôi thấy là chuyện cứu Giang Tiểu Mang và giữ đứa bé trong bụng cô ta, sau đó cho tổ chức đám cưới là hai chuyện khác nhau. Ý ông là chỉ cần đứa bé, không cần con dâu à? Lão gia phu nhân, nếu như hai người không thích cô con dâu này thì tôi thấy là hai người có thể thương lượng với nhị thiếu gia. Được, cứ quyết định vậy đi. Tiểu Phương, Tiểu Phương, Tiểu Phương. Sao vậy Dương tổng quản? Mau, mau lên, mau lên, khiêng đi. Lão gia, Dương tổng quản, làm tốt lắm, làm tốt lắm. Ôi lão gia, lúc nãy tôi kiểm tra kho, đột nhiên tôi thấy túi của Tiểu Phương, tôi mới nghi ngờ. Nếu không thì, nhưng mà lão gia, ông đúng là phúc lớn mạng lớn. Con nha đầu này sao lại vào được nhà chúng ta? Đúng đó, vấn đề chủ chốt là nhà chúng ta được canh phòng cẩn mật, sao thư ký Lưu lại vào được nhà ta? Cho dù Lưu Tiểu Phương vào bằng cách nào thì đây đều là lỗi của tôi. Lão gia, hai vị phu nhân, tôi xin từ chức tổng quản này, hay để tôi về quê dưỡng già đi. Nhưng tổng quản không thể đi, cái này mạng của lão gia là nhờ ông cứu mà, phải không? Đúng đó, Tiểu Mai nói đúng. Cái nhà này nếu thiếu ông thì thành ra thế nào chứ? Đúng, thư ký Lưu vào được nhà chúng ta để hành thích lão gia là Dương tổng quản đã kịp thời ngăn cản mới không xảy ra đại quả. Nếu bây giờ Dương tổng quản đi, sau này chúng ta sao có thể ngồi yên? Dương tổng quản, ông luôn trung thành với đế gia, bây giờ còn gạt bỏ được đại quả cho chúng tôi, chúng tôi cảm kích còn không kịp, sao nỡ để ông đi? Tôi, lão gia, hai vị phu nhân, lời của các người tôi sẽ ghi nhớ. Tôi sẽ nhớ. Vì vậy tôi cung kính không bằng tuân lệnh. Vậy tôi, được rồi, vậy nhé. Nhưng mà sự việc đến bây giờ, điều đáng tiếc nhất là chúng ta không biết được ai đằng sau đã chỉ thị cho thư ký Lưu.
cha. Thiên Nhi vẫn nhắc nhở cha, nếu sau này cha ra ngoài thì phải cực kỳ cẩn thận. Ta biết. Vấn đề là rốt cuộc là ai? Tại sao cứ phải dồn ta vào chỗ chết chứ? Thật là cha, mẹ. Đào Di, đứa con trong bụng Tiểu Mang là cháu trai ta, cũng là hương quả của đế gia. Cha con và ta đều đồng ý rồi, sẽ dốc lòng cứu giúp Tiểu Mang. Mẹ, tốt quá. Mẹ, ý của mẹ là mẹ đồng ý cho chúng con kết hôn. Chúng ta không đồng ý. Vì sao? Con cũng nghĩ mà xem, Tiểu Mang luôn cho rằng đế gia đã hại chết em trai em gái nó, sau này làm sao giúp đỡ được cho đế gia. Mẹ, cái này mẹ đừng lo, sau này con sẽ từ từ giải thích với cô ấy để cô ấy hiểu. Con giải thích thế nào? Lẽ nào con định nói mẹ cả con là hung thủ? Chuyện này đương nhiên không thể nói rồi, nhưng con sẽ dùng thành ý để đả động cô ấy. Bây giờ cô ấy đang có con của con, sau này gả vào đế gia chúng ta thì sẽ thành con dâu đế gia, lại thành mẹ của con của con. Chuyện này cô ấy cũng phải xem xét. Đào Nhi, con ngây thơ quá. Mẹ mong con hãy nhìn xa trông rộng, sau này con có thể cưới một cô nương như thế. Con và Tiểu Mang chỉ cần cô ta đưa con trong bụng cho chúng ta, đứa già sẽ cho cô ta một khoản tiền lớn để cô ta sống hưởng phúc. Mẹ, đây là ý định của mẹ à? Con nói với mẹ, con biết không đồng ý. Hai người muốn con trong bụng của cô ấy thì phải đồng ý con cưới cô ấy. Im miệng, mẹ không đồng ý. Mẹ, Đào Nhi, con đừng có thấy cha mẹ thương con thì con muốn làm gì thì làm. Chúng ta tốt bụng lắm mới nhận đứa con trong bụng cô ấy, nhưng con không thể cưới con nha đầu đó về. Tiểu Mang là người con gái con yêu nhất đời, con không cưới ai ngoài cô ấy. Đào Nhi, con còn trẻ như vậy, sao hiểu thế nào là yêu? Bên ngoài còn đầy cô nương khác, hà tất gì ngắm một bông hoa? Mẹ nói với con, chuyện này con không được tự ý quyết định. Nếu con thực sự muốn cứu Tiểu Mang thì con nghe chúng ta, không thì xem con nhà đầu đó chịu phạt đi. Mẹ dùng tính mạng cô ấy đi uy hiếp con à? Chúng ta đang bảo vệ con. Cha mẹ không đồng ý cho con cưới cô ấy, con không được hai người chúc phúc. Nhưng mà Con tôi nói cha mẹ biết, Con không thể không lấy cô ấy. Con đừng dọa mẹ nữa, đừng để mẹ không bắt được con đâu. Đàn Nhi, sao thế? Con lại lên cơn à? Tiểu Mai, nó sụt một mét rồi, nó không phải giả vờ đâu. Bà xem, Đào Nhi, Đào Nhi, Dương tổng quản, mau tìm đại phu. Bệnh của nhị thiếu gia càng ngày càng trầm trọng, không phải chuyện tốt. Kỹ thuật trị liệu hiện tại không thể cứu chữa chứng bệnh này. Thân là ba mẹ của cậu ấy, hai vị so với các bậc cha mẹ khác sẽ chỉ vất vả hơn thôi. Phải chuẩn bị tâm lý về cái chết của cậu ấy. Trời ơi, Đạo Di mới 18 tuổi, tại sao nó lại mắc căn bệnh này chứ lão gia? Tại sao? Mẹ, con chưa chết mà. Mẹ khóc gì? Đào Nhi, Đào Nhi, Đào Nhi, con tỉnh rồi. Đào Nhi, con không sao chứ? Không sao rồi. Cha, mẹ, lời Dương đại phu nói với cha mẹ con nghe thấy hết rồi. Con từ nhỏ đã biết ngày tháng của mình không nhiều, cho nên con từ nhỏ đã được định là phải cô độc suốt đời. Người con gái nào cũng không chịu gả cho con.
Nếu gả cho con rồi thì cậu ấy coi như gặp xui xẻo. Đến một ngày nào đó con không còn, cậu ấy còn phải thành quá phụ. Đào Nhi, không cho phép con nói vậy. Nghe con nói hết. Đào, từ từ. Đào, Đào Nhi. Con thực sự không dám có ý muốn kết hôn, bởi vì con sợ làm liên lụy người khác. Nhưng mà khi con gặp được Tiểu Mang, cô ấy lương thiện như thế, khiến con muốn kết hôn. Mẹ, Tiểu Mang nếu thực sự đồng ý gả cho con làm vợ của con, sinh con cho con, cho dù ngày nào đó con không còn nữa, thì con có thể giữ lại cháu nội cho cha mẹ. Đào Nhi, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Đào Nhi, cha đồng ý với con. Cha đồng ý cái gì? Không phải con muốn cưới nó sao? Con cứ cưới đi. Thật sao? Lão gia, ông đồng ý thật sao? Không đồng ý thì vợ đứa nhỏ này nhà ta lại nổi tính ương bướng ngang ngạnh, cắt đứt hương quả nhà chúng ta, thì tôi không gánh vác nổi đâu. Nhưng mà được rồi, đừng nhưng mà nữa, cứ coi như là đứa con này tới đi đòi nợ, tiền bối chúng ta nợ nó mà. Đào Nhi, cha nói lại lần nữa, nghe rõ đây, cha đồng ý với con. Cha, đây là cha nói đó, không phải con ép cha đâu. Tiểu Mang, tôi nói nè thiếu gia, đây không phải là nơi tốt đẹp gì. Sao anh cứ hay chạy đến đây thế? Tôi thấy không phải đâu, phong cảnh như tranh ấy. Nếu không phải ra vào không tiện thì đã rất thích hợp để hẹn hò rồi. Anh có tin là còn phiền tôi nữa tôi sẽ đi luôn không? Được rồi, đừng giận nữa. Lần này tôi tới tìm em là có chuyện quan trọng muốn nói với em. Tôi đã có cách cứu em rồi. Đúng đó, không chỉ cứu em mà còn có thể cứu anh tôi. Thật sao? Thật đó. Nhưng em phải phối hợp với tôi một chút. Anh nói đi. Chút nữa khi ở tòa án, em cứ tiếp tục phản cung, nói khẩu cung đó không phải thật. Nhưng mà em phải đồng ý với tôi một chuyện, không được nói ra việc chưa bộ đầu làm hình. Vì sao? Ôi đừng có hỏi nhiều như thế nữa, chuyện này giao cho tôi giải quyết là được. Nhưng mà nhạc tiểu thư lần trước đã nói với tôi, chị ấy nói là như vậy sẽ không kịp rồi, bởi vì tôi đã chọc tức tứ đầu lợn rồi. Hắn sẽ không tha cho tôi đâu, hơn nữa sẽ không tha cho anh đâu. Cho nên tôi không hiểu vì sao anh có thể cứu tôi. Dù sao em cũng không cần phải hỏi nhiều thế. Giữa chúng ta và Chu Bổ Đầu đã có điều kiện trao đổi rồi. Điều kiện trao đổi gì? Em không bảo ông ta làm hình, đổi lấy việc ông ta phản lại khẩu cung của em. Vị thiếu gia, lẽ nào anh muốn tin tứ đầu lợn đó? Tôi nào có giỏi giang như thế chứ. Bên tứ đầu lợn mẹ tôi đã xử lý xong rồi, em nghe lời là được. Mẹ anh hận chết tôi ấy chứ, sao bà ta lại giúp tôi? Em đừng hỏi nhiều nữa. Dù sao em cứ làm theo lời tôi nói là được. Nếu như vậy mới có thể cứu mạng em. À, vị thiếu gia, tôi cảm thấy anh có điều gì đó giấu giếm. Rốt cuộc là chuyện gì? Nói mau. Không nói hả? Được, vậy phiền anh về nói với mẹ anh. Lòng tốt của bà ta tôi xin nhận. Sống chết của Giang Tiểu Mang tôi không liên quan đến bà ta. Được rồi, được rồi. Tôi nói. Thực ra không chỉ mẹ tôi muốn cứu em, cha tôi cũng muốn cứu em.
Bởi vì tôi nói với họ, nói là, nói gì? Tiểu Mang, tôi nói thì em đừng mắng tôi nhé. Tôi không mắng anh, nói đi. Vậy phải hứa trước là không mắng tôi. Tôi hứa với anh không mắng anh. Nói mau. Tôi nói, tôi muốn cưới em. Thật ra tôi không muốn nói chuyện đó ở đây. Cầu hôn ở đây cảm thấy cứ kỳ kỳ sao ấy. Cầu hôn gì chứ? Ai kết hôn với anh? Cái đầu nhà anh á. Đã nói là không mắng người ta mà. Đế Quân Đào, anh là đồ tiểu nhân bị ổi. Rõ ràng tôi đã nói giữa chúng ta không thể nào. Anh lại cứ. Tôi hiểu rồi. Anh muốn nhân lúc tôi gặp nạn ép người ta. Em hiểu nhầm rồi. Tiểu thư, tôi là muốn cứu em được chứ? Mẹ tôi rất thân với bên pháp quan và Chu Bổ Đầu, thân với lãnh sự quán đại nhân. Nếu tôi không nói rằng cưới em làm vợ. Đợi đã, thế thì càng kỳ lạ rồi. Anh nói mẹ anh muốn cứu tôi, tôi đã thấy bán tính bán nghi rồi. Bây giờ anh lại nói mẹ anh chịu để tôi làm con dâu, tôi lại càng không thể không nghi ngờ. Mẹ anh với tôi là cái kim trong mắt bà ta là kẻ thù của tôi. Bây giờ tôi thảm thế này, bà ta không đẩy tôi xuống nữa là tôi tạ ơn trời đất lắm rồi. Anh còn nói bà ta muốn cứu tôi, giữa các người chắc chắn có mưu đồ. Anh mau nói với tôi. Được rồi, tôi nói. Tiểu Mang, thực ra em nói không sai. Mẹ tôi không thể nào chịu nhận em là con dâu. Nhưng mà gì? Nhưng mà chỉ có một tình huống là ngoại lệ. Tình huống gì? Tôi thực ra tôi đã dùng một chút quỷ kế, đã nói dối một cách không làm tổn thương ai. Nói là có người mang thai rồi. Ai mang thai? Em. Tôi. Anh nói tôi mang thai. Đúng đấy. Tôi còn nói là con của tôi. Cái gì? Cái quái gì vậy? Anh đã làm cái quái gì hả? Đúng đó. Cha mẹ tôi khi biết chuyện thì biểu hiện giống như em. Đế Quân Đào, anh. Tiểu Mang, em nghe tôi nói. Nếu tôi không làm vậy thì làm sao mẹ tôi cứu em chứ? Bỏ ra. Đế Quân Đào, ai cần các người cứu tôi chứ? Tôi không thèm đâu. Được khốn nạn nhà anh. Tiểu Mang, em nghe tôi nói đã. Em đừng quên, tôi không chỉ cứu mình em. Nếu như mẹ tôi không lộ diện thì đừng nói các người không thắng kiện, mà đến anh tôi cũng gặp nguy hiểm. Chỉ đáng tiếc là tôi và anh của anh đã phải dựa vào năng lực của mình. Ai cần quan hệ các người? Cái này tôi biết. Nhưng em cũng nên hiểu rằng vụ án lần này các người không thể thắng được. Tôi không thể ngừng mắt nhìn thấy em bước vào nơi xử phạt. Tôi cũng không muốn nhìn thấy anh tôi phải ngồi tù. Nhưng anh cũng không nên nói dối như vậy, làm bại hoại danh dự của tôi. Tôi làm điều đó đều là tốt cho em. Cho dù em mắng tôi thế nào cũng được, chỉ cần không đánh tôi. Thế à? Đúng. Đới Quân Đào, tôi đánh cho anh nát người với tôi. Tôi đánh anh với độ khốn kiếp. Tôi đánh anh. Đừng có chạy. Đừng đánh nữa. Đứng lại. Đứng lại. Đế Quân Đào, tôi cảnh cáo anh. Anh đừng có bơ là tôi lấy anh. Tôi không lấy em không được. Quân Đào đáng ghét. Quân Đào đáng chết. Chu đại nhân, giết giả rồi. Vị phu nhân, tâm trạng của tôi hay hôm nay sao có thể chỉ dùng hai từ giết giả mà hình dung chứ? Lưu Tiểu Phương cuối cùng đã gặp quả báo. Nói ra, Chu đại nhân cũng có công mà. Sao lại buồn bã u sầu thế? Chuyện Lưu Tiểu Phương, đương nhiên tôi nên vui mừng. Nhưng mà vị phu nhân, hai ngày nay tôi sắp bị đại thiếu gia ép đến điên lên rồi. Sao lại có tâm trạng thế chứ? Tôi có thể hiểu được điều ông nói. Cho nên lão gia bảo tôi tới đây một chuyến, để xin lỗi ông một câu, an ủi buồn đắp một chút. Tiện thể muốn làm một cuộc giao dịch với ông. Giao dịch gì? Giao dịch gì chứ? Vì biểu hiện thành ý của tôi, mấy thứ tư liệu này, vì ghi chép nhật ký, tài khoản ngân hàng, tất cả đều trả cho ông. Vị phu nhân, ý bà là rất đơn giản, làm mất khổ công của Mang Tiểu Nhan, miễn tội cho cô ta.
Cái này không làm được. Nếu như làm chuyện khác còn có thể thương lượng, nhưng bà muốn tôi làm lại khẩu cung của tôi, thì tôi... Thì họ không xác nhận lời buộc tội của họ sao? Cái này thì bảo tôi tự nhận rằng trước đây mình làm hình ép cung mà. Vậy thì vị trí của tôi không giữ nổi đâu. Thế thì tự tôi làm, tự tôi nhận, không làm được. Vị phu nhân, bà có ý gì? Chỉ cần ông đồng ý thì đồ trong chiếc hộp này là của ông. 500.000 đại dương. 500.000 đại dương. Chu đại nhân, thực ra có một cách, vừa có thể lật ngược khẩu cung, lại có thể giữ gìn danh dự cho ông. Cách gì? Cứ nói là Giang Tiểu Mang tự phản cung. Vì em trai em gái chết, cô ta rất đau khổ quan trách, thần kinh hỗn loạn. Thế nên mới tự nhận mình hạ độc. Chu đại nhân chỉ cần thuận theo cách nói của cô ta, xác nhận cô ta lúc đó đúng là đau thương quá độ, thần trí hỗn loạn. Như vậy cộng lại không phải đã phản cung rồi sao? Nhưng mà chuyện này đã lôi lên tòa án rồi. Cho dù tôi có thay đổi mà nói thế thì pháp quan đại nhân cũng có tin không? Chuyện pháp diện, chuyện nào ra chuyện đó, ông đừng lo lắng phí công nữa. Vị phu nhân bà